Hello bà con, hôm nay hãy cùng xem một ngày Genda ăn những gì để giữ cho mình một vòng eo thon gọn và săn chắc trong suốt mùa dịch này nhé. Bữa sáng mình sẽ ăn vào lúc 7 giờ vì công việc khá bận rộn nên mình luôn lựa chọn một bữa sáng nhanh gọn tiện lợi nhưng phải đầy đủ chất dinh dưỡng nha. Hôm nay mình sẽ mix ngũ cốc với sữa chua và loại hoa quả mà mình yêu thích hôm nay mua được quả dưa vàng siêu ngọt luôn, thêm một chút whey cho đủ đạm nha. Ăn sáng xong nhớ uống thực phẩm bổ sung để khỏe đẹp nha chị em nhé. Bước này chị em toàn bỏ qua thôi đến 10 giờ làm quả bữa phụ bằng hoa quả đã bảo là hôm nay mua được quả dưa vàng siêu siêu ngọt luôn. Bà con thấy quả hiệu ứng lóng la lóng lánh kinh ông Và đây là bữa trưa của mình, hôm nay mình ăn thịt bò này, rau muống, ăn một nửa bát cơm thôi nhá và thêm topping là vài miếng cà rốt siêu ngon. Đến 2 giờ chiều đói đói làm quả chuối to bự bư bư, xõa tóc ra nhìn cho nó quyến rũ. 4 giờ lại đói tiếp. Thế là phải lôi ngay ngũ cốc nguyên hạt ra để ăn Ngũ cốc nguyên hạt này ăn vừa giảm mỡ lại vừa ngon nữa Ăn vặt nhưng mà vẫn đẹp nha cuối cùng thì cũng đã đến bữa tối đói ơi là đói và tối nay là mình ăn salad nha bữa tối thì mình sẽ không ăn cơm và thay vào đó là hai thìa ngũ cốc mix với bát salad của mình ôi trời ơi siêu ngon luôn siêu siêu ngon luôn mọi người ạ và đặc biệt là giảm mỡ ok và đây là hình ảnh của mình hiện tại bụng rãnh dùng cắt